chào anh em gần xa nhá. Một cái bàn chào anh em nhá. Chào cô Diệu nhá. Mốc này là thuộc về mốc chung, mà để tại sao mà có mốc này thì được hai bên chính phủ nước Việt Nam và Trung Quốc là thống nhất gắn ở bên này, tức là tại sao là đây là mốc 8362, đây là mốc đôi, đấy đã thành giá, đây mốc đôi, còn mốc phía Trung Quốc cắm là 8362-1 là phía Trung Quốc cắm, là hiện đây theo hướng tây chỉ là ở bên kia. Tức là giữa bên này, tức là giữa từ mốc này đến mốc 8361 là hiện nay là đường biên giới chạy giữa dòng sông, đường sông. Còn về ở khai thác ở thác Quảng Dốc đấy là tới đây sẽ khai thác du lịch chung, nhưng mà đường biên giới là chạy giữa dòng sông, tức là chúng ta cứ hình dung ra là ở giữa dòng sông và đường biên giới trên sông. Và thứ bảy là nơi thay đổi từ biên giới nước và đường biên giới đất liền. Tám là điểm cao cần thiết về chất liệu của cột mốc giới được làm bằng chất liệu đá hoa cương nguyên khối, trong đó
mốc gốc của Việt Nam được cắm làm bằng đá hoa cương bê tông, các mốc các cột mốc gốc của Trung Quốc cắm thì được làm bằng đá hoa cương. Để phân biệt và phân công trách nhiệm trong quản lý và bảo vệ thì hai nước đã thống nhất là mốc bên phía Việt Nam mang số hiệu chắn của mốc bên phía Trung Quốc cắm mang số hiệu lẻ. Các mốc mang số các mốc bên phía Việt Nam cắm thì được làm bằng đá hoa cương hoặc đá bê tông. Phân bình của mốc thì có hình chóp, chúng ta có thể quan sát được. Của hình chóp này nó tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Còn mốc do bên phía Trung Quốc cắm thì được làm bằng đá hoa cương, thì hình của cột mốc thì thường làm bằng bằng vàng. Kích cỡ của các cột mốc thì có ba loại mốc, đó chính là mốc lớn, mốc trung và mốc nhỏ. Mốc lớn với mốc đại được cắm ở những nơi có mật độ biên giới lớn như cửa khẩu quốc tế đến cửa khẩu chính. Mốc trung hay mốc chính được cắm ở những vị trí đường biên giới đổi hướng thay đổi địa hình để xảy ra tranh chấp. Mốc nhỏ được cắm ở những khoảng cách giữa mốc chính để làm rõ đường biên giới cho thực hiện. Đối với các loại mốc thì mốc đơn là cột mốc được đặt trực tiếp trên đường biên giới, ví dụ như là mốc chính 835 và mốc phụ 835/1. Mốc đôi cột số được tạo thành bởi hai cột mốc đặt ở hai bên bờ suối biên giới. Ví dụ như là mốc đôi 837 mốc đôi 836/1 phía Trung Quốc và mốc 836/2 là phía Việt Nam. Đây là mốc 836/2 là của phía Việt Nam. Còn theo hướng tay đôi chỉ đó thì mốc 836/1 là do bên phía Trung Quốc cắm. Các em có thể quan sát được. Đối với mốc đôi, mốc ba cùng số thì được tạo thành bởi ba mốc đặt ở bên bờ sông của hai bên, nơi hợp lưu phân lưu của dòng sông, suối nội địa và sông suối biên giới. Mốc đặc biệt được cắm ở vị trí ngã ba biên giới, ngã ba của ba đường biên giới quốc gia có cửa sông hướng cùng hợp lục bờ biên. Mốc số 0 được cắm ở tỉnh núi hai bên đã thiết kế 1780 vị trí mốc gồm 1378 vị trí mốc chính và 402 vị trí mốc phụ. Tiến hành cắm 1970 cột mốc gồm 1627 cột mốc đơn và 232 mốc đôi và 111 mốc ba. Đối với đường biên giới Việt Nam Trung Quốc thì chạy qua 7 tỉnh, đó chính là Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Thông tin trên cho xe và trực tiếp thì nhận được biên giới của các bạn chúng ta có thể đề tài. Trong đó mốc đầu tiên các bạn quản lý là mốc M520 thuộc xã Lũng Hạnh, huyện Bảo Lâm, tiếp giáp với đồn biên phòng Lũng Hạnh, Hà Giang. Và mốc cuối cùng là mốc M962 thuộc xã Đức Long, Thạch An, tiếp giáp với đồn biên phòng Bò Mò, Lạng Sơn. Đường biên giới Cao Bằng trải dài 7 huyện, đó chính là Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lan, Quảng Hòa và Thạch An, tiếp giáp với 4 huyện phía biên giới Trung Quốc, đó chính là Hà Po, Tịnh Tây, Đại Tân và Long Châu.
Đối với đồn biên phòng Đàm Thủy thì được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới có tổng chiều dài là 18,914 km, trong đó có 17,452 km là đường biên giới đất liền và 1,642 km là đường biên giới trên sông với 60 cột, gồm 26 mốc chính và 34 mốc phụ, từ mốc 814 đến mốc 837/2. Số hiệu mốc quốc giới được đánh theo số đơn vị tự nhiên từ tây sang đông lần lượt từ mốc số 1 đến mốc 1970. Số hiệu của mốc phụ được biểu hiện bằng phân số, trong đó tử số là số hiệu của mốc chính, mẫu số là số hiệu của mốc phụ theo số tự nhiên. Tôi lấy ví dụ như là mốc 835/1. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các em học sinh về cái nội dung của văn kiện thứ nhất. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang giới thiệu cho các em cái nội dung của văn kiện thứ hai, đó chính là hiệp định về quy chế biên giới đất liền Việt Nam và Trung Quốc. Đối với cái hiệp định thứ hai này thì bao gồm 11 chương và 51 điều khoản. Trong cái hiệp định này thì có một số thuật ngữ mà chúng ta cần phải làm rõ, thì sau đây tôi xin phép được làm rõ của các em học sinh ạ. Biên giới hoặc đường biên giới có ý nghĩa giống nhau, chỉ đường mặt phẳng theo đường đó xác định giới hạn lãnh thổ trên đất liền, bao gồm lòng đất, nước và vùng trời. Còn mốc giới bao gồm mốc chính và mốc phụ được gắn trên đường biên giới hoặc hai bên đường biên giới, là vật thể để đánh dấu đường biên giới và thể hiện hướng đi của đường biên giới trên thực địa. Vật đánh dấu đường biên giới là các vật thể nằm trên đường biên giới được hai bên cùng nhau xây dựng hoặc xác nhận để dùng để đánh dấu đường đi của đường biên giới tại thực địa. Tôi lấy ví dụ như khối đá tự nhiên và không có mức đường. Vùng biên giới là chỉ những khu vực hành chính cấp huyện của hai bên tiếp giáp đường biên giới. Cư dân biên giới là chỉ cư dân cư trú của mỗi nước thuộc xã, trấn tiếp giáp đường biên giới. Còn vùng biên giới là vùng nước trên các đoạn sông suối biên giới hoặc các vùng nước khác mà đường biên giới trên đất liền đi qua. Trách nhiệm của mỗi bên trong quản lý bảo vệ đường biên giới thì ở đây thì trách nhiệm của mỗi bên là hai bên cần tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn mốc giới, vật đánh dấu đường biên giới, đường thông tầm nhìn biên giới, nhằm cùng nhau duy trì đường biên giới rõ ràng và ổn định. Hai bên cần tiến hành tuyên truyền, giáo dục cho cư dân bên nước mình, khuyến khích họ ủng hộ và tham gia trong việc bảo vệ cột mốc, vật đánh dấu đường biên giới hoặc đường thông tầm nhìn biên giới. Mỗi bên tự chủ trách việc bảo dưỡng, sửa chữa, khôi phục các mốc giới do bên mình đặt và đường thông tầm nhìn do bên mình phụ trách. Hai bên cần áp dụng các biện pháp để bảo vệ và ngăn ngừa mối, ngăn ngừa việc mốc mốc bị phá hoại, dịch chuyển hoặc bị đánh cắp. Nếu bên nào phát hiện mốc giới bị hư hỏng nghiêm trọng, hủy hoại, dịch chuyển hoặc bị mất, cần thông báo ngay cho phía bên kia để hai bên cùng nhau xác nhận sự thật có liên quan. Bên phụ trách việc quản lý bảo vệ mốc giới này kịp thời tiến hành sửa chữa, khôi phục hoặc xây dựng lại mốc giới tại vị trí cũ và cần được thông báo cho bên kia ít nhất là 10 ngày kể từ khi triển khai công việc. Đối với các mốc giới không thể khôi phục và xây dựng lại tại vị trí cũ thì hai bên cần tiến hành lập biên bản và báo cáo lên Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam và Trung Quốc đã được thành lập theo điều 50 của hiệp định này. Không bên nào tự đơn phương thay đổi vị trí hoặc xây thêm mốc giới hoặc đánh dấu đường biên giới. Mỗi bên tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật của nước mình đối với những công dân làm hư hỏng di chuyển cột mốc. Hai bên phải thường xuyên phát quang cây cối và các loại thực vật phát che lấp tầm nhìn, đảm bảo cho đường biên giới được rõ ràng, nghiêm cấm các biện pháp sử dụng chất hóa học và các biện pháp khác có thể gây nguy hại bên để phát quang đường thông tầm nhìn biên giới.
nghiêm cấm các hình thức khai thác, đào bới, xây dựng công trình, các dự án thăm dò tài nguyên hoặc tiến hành các hoạt động khác gây ảnh hưởng cho bên kia. Thông tin thêm cho các em học sinh và các thầy cô biết là trong năm 2017 thì đồn biên phòng Đàm Thủy đã phối hợp với chính quyền xã đã tổ chức phát quang 5 lần phát quang tuần tra với tổng số người là 359 lượt tham gia và phát quang được 3,5 km đường tuần tra và 120m đường không tầm nhìn biên giới. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu về cái nội dung của văn kiện thứ 2 xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang cái nội dung chính của cái văn kiện thứ 3. Chỉ khác khu được xác định ở hai bên biên giới đất liền Việt Nam và Trung Quốc là cho người hàng hóa vật phẩm phương tiện giao thông vận tải trực tiếp xuất nhập cảnh tại khu vực nhất định. Còn cửa khẩu song phương thì định mở cho người mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế khác còn hiệu lực của hai bên đến người mang giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới hàng hóa vật phẩm phương tiện giao thông. Ở trên địa bàn của tỉnh các bạn chúng ta thì có ba cái cửa khẩu song phương, đó chính là Trà Lĩnh, Sóc Giang và Lý Vạn. Cửa khẩu quốc tế thì được mở cho người mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế khác có hiệu lực của hai bên. Người mang giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới hoặc người mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế khác còn hiệu lực của nước thứ ba, hàng hóa, vật phẩm, phương tiện giao thông vận tải của chi thực cho người căn cứ vào các thỏa thuận liên quan của hai bên để thực hiện. Người hàng hóa vận phẩm phương tiện giao thông vận tải xuất nhập cảnh qua biên giới phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan chức năng, tôi lấy ví dụ như là bộ đội biên phòng, hải quan và kiểm dịch. Ba lực lượng này chính là ba lực lượng chức năng chính để kiểm soát, kiểm tra đến người và phương tiện qua lại khu vực biên giới. Đối với thời gian quy định, thời gian hoạt động qua lại cửa khẩu, cửa khẩu Ta Lùng thì cửa khẩu được mở vào từ 7 giờ sáng đến 14 giờ chiều theo giờ Hà Nội. Còn đối với cửa khẩu Trà Lĩnh thì cửa khẩu được mở từ lúc 7 giờ sáng cho đến 17 giờ chiều giờ Hà Nội. Còn tại vị trí chúng ta đang đứng, tại vị trí chúng ta đang đứng chân là cột mốc 8. Em có thể quan sát tại vị trí chúng ta đang đứng chân là cột mốc 8362. Vị trí này là do viện phía Việt Nam chúng ta cắm. Mốc này là thuộc về mốc chung. Mà để tại sao mà có cái mốc này thì được hai bên chính phủ nước Việt Nam và Trung Quốc là thống nhất cắm ở bên này. Tức là tại sao là đây là mốc 8362? Đây là mốc đôi. Đấy, các thầy giáo. Đây mốc đôi còn mốc phía Trung Quốc cắm là 8362-1 là phía Trung Quốc cắm là hiện nay theo hướng Tây Bắc chỉ là ở bên kia. Tức là giữa bên này, tức là giữa từ mốc này đến mốc 8361 là hiện nay là đường biên giới chạy giữa dòng sông, nhường sông. Còn về ở khai thác ở thác Cỏ Dốc đấy là tới đây sẽ khai thác du lịch chung, khai thác du lịch chung. Nhưng mà đường biên giới là chạy giữa dòng sông, tức là chúng ta cứ hình dung ra là ở giữa dòng sông và đường biên giới trên sông không. Đấy. Ba phát nữa, cái bắt đầu xong đây một cái đi, trên đường nha.